Đây là cái bình xăng rất là khó nổ nghe nè, bình 110. Bây giờ sẽ vô cái bình loại 1 ngọt ngào. Cái bình là một đi rất là nhẹ nhàng anh em, đi lướt gió không à. Anh em có cần cứ alo liên hệ mình nha. Cái bình này đi 110 đi không ngon mà còn hao xăng nữa. Cái bình đó là đi cỡ 30 ngoài nha anh em, 30 cây ngoài luôn á. Mình ở đây mình đã thử và trải nghiệm rồi, rất là ngọt ngào, sáng một cái mò là nổ. Anh em có cần cứ alo liên hệ nha đó. Rồi cảm ơn thời gian qua anh em đã ủng hộ rất nhiều nha. Xăng này khó nổ nha, mình vô cái bình xăng L1 cho nó dễ nổ xíu, cái chạy nó không được ngọt dữ. Đi rất là ok nha, Mikuni.
nó chưa có điện. Đi rất là ổn định. Anh em khỏi phải sợ mà tập thể dục nữa. Vô bên sang Nhật anh em ơi. Đây, xe này điên, đang đi mình cũng may nó khó nổ nha anh em. Mà thậm chí là không nổ được luôn. Có bô e, có xăng. Bình xăng. Gà này hở nhiều quá mình đi carbon luôn. Đây carbon 4 hồng. Qua về nhiều nha anh em. Chào anh em nha, này mình sẽ vô bình xăng của Nova nha anh em. Đây mình xăng Nova đổi gạt carbon. Xăng này chạy là rút gà rút rất là lẹ nha anh em. Mình tránh hãng nha. Đây là cái bình xăng là một nè. Bây giờ muốn tăng công lực thì vô bình Nova. Đổi gạt carbon. Đây đổi gạt carbon. Nên là hết công lực rồi mình vào đây. Đó, này rút rất lẹ.
hai cái đó phải có cò xăng nữa nha anh em, cò xăng luôn, cò xăng mới gắn vừa đó. Rồi bây giờ mình chỉ ấp cho thôi. Bây giờ tay nghe nè, cái này đi hết cái đoạn cuối nó lên nha, nó bị không ngọt dữ, mình sẽ đi vô nè. Cái đi này anh em phải đổi dây nữa, đây đổi hai cái dây kích qua lại với nhau mới đi được cái xe Maxo bây giờ này. Đổi vị trí cho nhau thôi. Thôi được rồi. Đây, mình sẽ đổi vị trí với nhau. Đây vô cái bình xăng Nhật. Ngọt ngào. Này, có xăng tét luôn rồi. Đây có xăng mới. Rất là ngọt.
xăng bị tằn bị giật khó nổ nè anh em. 110 không nhỏ nha. Cái bình này khó đi. Anh em phải vô bình loại 1. Chúng ta đưa gà thì nó hở quá trời luôn. Đưa gà hở gì nữa thì đi cũng không ngon nữa. Đây đứa gà gin cực kỳ thích, có xăng, bình xăng. Hàng cái bát này á hả? Vô thêm dây e. Đây không có bộ cái e, mình có bán bộ kéo e luôn để cho anh em nhiều khi hết xăng hay là có nổ mình kéo, nó để phòng thôi. Anh em gắn vô đầy đủ nha, lịch sự với xe. Ai quá là ngọt ngào luôn anh em ơi. Em có cần mấy bình xăng cứ alo liên hệ nha. Xăng lửa gà gì quá trời luôn nè. Vô là đi ngọt ngào liền.